Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Mình sẽ review lại không gian cái quầy shop này cho mấy bạn coi nha. Đây là cái hình mình đóng để tôi giả đèn ra đó mấy bạn. Đó. Đây là tường đã phun bê rồi mấy bạn. Phun bê kiểu mấy bạn, phun bê gai mấy bạn. Và đây là cái cửa bằng thạch cao mình đã làm đó các bạn, chất liệu bằng tấm thạch cao đó các bạn. Phòng cũng thạch cao đó các bạn. Phòng mấy bạn nó dày hơn. Thôi, mình kính chúc mấy bạn một ngày thật là vui vẻ các bạn ơi. Hãy có yêu thích mình thì đăng ký kênh mình và để cho mình một lượt like và ấn chuông thông báo. Mình sẽ ra nhiều video mà hướng dẫn để làm trang trí gia đình gần Tết nè mấy bạn. Thôi, chúc mấy bạn một ngày vui vẻ nhé. Bye bye.